Nên bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang chương số 3. Chúng ta sẽ ôn tập chương số 3, đấy là chương tích phân đường và tích phân mỏng. Thì đối với chương số 3 ấy, thì cái lý thuyết của nó sẽ hơi nhiều một chút nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại. Trong cái phần tích phân đường ấy thì các bạn sẽ học hai đoạn, đấy là tích phân đường loại 1 và tích phân đường loại 2, đúng không nhỉ? Thì các em nhớ lại cho cô nhé, là tích phân đường loại 1 ấy, đầu tiên là nhận dạng này. Nhận dạng của nó là thứ nhất là chỉ có một dấu tích phân thôi, và thứ hai là vi phân là ds, nhìn thấy chưa? Và vì chỉ có một dấu tích phân thôi nên là tích phân đường ấy nó sẽ đưa về tích phân xác định, thấy chưa nào? Đấy, đây còn là tích ở đây là tích phân đường loại 1. Thế còn với tích phân đường loại 2 ấy, thì cái vi phân của nó lại là hai cái vi phân cơ, là vi phân dx và dy. Các em nhìn thấy chưa? Đấy, tích phân đường loại 1 nhá thì chỉ có một vi phân là ds, còn tích phân đường loại 2 thì có hai vi phân là dx và dy, và cả hai cái dấu tích phân này nó chỉ là một dấu thôi. Thì tức là tích phân đường là bản chất vấn đề chính là tích phân xác định. Đó, em nhìn thấy chưa? Thế thì bây giờ là vì đây là tích phân đường trên đường L, thế nên là cái cách tính của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái đường L của em. Thì trong cái phân tích phân đường loại 1 ấy, thì L ấy là nó sẽ có 3 kiểu đường cong. Thì kiểu đường cong thứ nhất là gọi là đường cong tham số, có nghĩa là x và y là đều được tính theo tham số t. Thì khi đó em phải học thuộc cái công thức đổi vi phân. Thì cái công thức đổi vi phân ds này nó sẽ là bằng căn bậc 2 của x phẩy bình cộng y phẩy bình dt. Em nhìn thấy chưa? Còn nếu như trong trường L của em ấy là đường cong tính theo x, đã tính theo x thì vi phân cũng phải tính theo vi phân dx, nên là ds sẽ là bằng căn của 1 cộng y phẩy bình dx. Đó. Còn nếu L là đường cong tính theo y thì ds cũng phải tính theo dy, tức là nó sẽ bằng căn bậc 2 của 1 cộng x phẩy bình dy. Thì ở đây là cô đã nắm khung rồi, chúng ta sẽ phải học thuộc cái công thức đổi vi phân. Nếu mà L là đường cong tính theo t thì vi phân là dt, đường cong tính theo x vi phân là dx, đường cong tính theo y vi phân là dy. Các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta phải học thuộc công thức đổi vi phân thì em mới làm được cái công thức thì em mới làm được cái bài tích phân đường loại 1. Thế là xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái phân tích phân đường loại 2. Nếu như mà tích phân đường loại 1 chúng ta có 3 kiểu đường cong, thì tích phân đường loại 2 chúng ta sẽ có tất cả là 5 kiểu đường cong. Đấy. Thế thì ba cái kiểu đường cong đầu tiên ấy nó giống hệt như tích phân đường loại 1. Đấy. Nếu như mà là đường cong theo tham số t thì vi phân dx, dy cũng phải đổi theo vi phân dt. Cụ thể dx sẽ là bằng x phẩy dt và dy thì là bằng y phẩy dt. Thì tham sau này em sẽ thay hết vào đây này là em sẽ quy hết về dt. Đấy. Thế còn nếu mà đường cong mà tính theo x đúng không? Thì em sẽ tính dy theo dx. Đấy. Còn nếu mà đường cong mà x tính theo y thì em cũng tính dx theo dy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó phụ thuộc vào cái đường cong của em là đường cong theo t, theo x hay là theo y. Thì vi phân tương ứng cũng phải là vi phân theo dt, dx, dy. Các bạn nhìn thấy là cứ đường cong theo cái gì thì các bạn sẽ phải đổi vi phân theo cái đó. Đấy. Thế thì bây giờ là cái tích phân đường loại 2 ấy, nó bổ sung thêm hai loại nữa. Nếu như trong trường hợp mà L và cụ thể nó là L cộng, nếu L cộng là đường cong kín thì chúng ta sẽ chuyển cái tích phân đường loại 2 về tích phân kép. Tích phân kép trên nhân D của DQ trên DX trừ DP trên DI, DX, DI. Đây người ta gọi là công thức Green. Công thức Green áp dụng khi đổi tích phân đường loại 2 sang tích phân kép nếu trong trường hợp L là đường cong kín. Đó, thế thì cái công thức Green này chúng ta cũng học thuộc tất cả những cái gì cô đóng khung vào là các bạn sẽ phải học thuộc. Đấy, tiếp theo là dạng số 5 là L là đường cong bất kỳ, tức là cái từ khóa của đề thi sẽ là có từ bất kỳ bạn nhá. Nếu như trong trường hợp mà người ta có chữ bất kỳ trong bài thi của em thì em sẽ phải tiến hành làm hai bước. Bước thứ nhất là em phải chứng minh hai cái đạo hàm DQ trên DX và DP trên DY bằng nhau, để từ đó suy ra tích phân đường này không phụ thuộc vào đường DAB. Nếu đã không phụ thuộc vào đường DAB thì em chọn đường đi nào cũng được, nhưng em sẽ chọn đấy là đường gấp khúc, và cái đường gấp khúc này nó sẽ song song với các trục tọa độ, là để cho cái việc tính toán của em trở nên dễ dàng nhất. Ngoài ra ấy, thì trong cái phân tích phân đường loại 2 này ấy, nó có một cái dạng nữa, đấy là chứng minh một biểu thức là vi phân toàn phần. Nếu mà để chứng minh một biểu thức là vi phân toàn phần ấy, là chúng ta nhớ lại là chúng ta sử dụng cái định lý bốn mệnh đề tương đương, là chúng ta cũng phải đi chứng minh hai cái đạo hàm bằng nhau. Đấy. Thì khi hai cái đạo hàm bằng nhau rồi thì em sẽ suy ra biểu thức này sẽ là vi phân toàn phần của hàm U. Bây giờ để tìm hàm U thì công thức hàm U đây, nó sẽ là tích phân từ x0 đến x của Px y0 dy.
cộng với tích phân từ y không đến y của quy x y dy cộng sin. Trong đó x không y không là cái điểm mà chúng ta có quyền chọn, và thông thường thì mình sẽ chọn cái x không y không này đều bằng không nhá. Chúng ta chọn để sao cho nó thuộc vào cái tập xác định của hàng p và hàng q thôi. Thế thì là ở đây các em nhớ công thức này, chỗ này là x y không nhưng chỗ này là x y nhá, chứ không phải là x không y đâu, đấy, nhiều bạn nhầm đấy. Bây giờ là cái dạng thứ tư là tích phân mặt loại một. Tích phân mặt ấy thì nó tích phân mặt loại một thì nó giống như là tích phân đường loại một, là vi phân của nó là vi phân ds, nhưng nó khác ở chỗ là tích phân đường loại một ấy thì nó chỉ có một dấu tích phân thôi, nhưng mà tích phân mặt loại một thì là có hai dấu tích phân. Như vậy là hiểu bản chất của tích phân mặt đấy chính là tích phân kép em. Thế thì để đưa về tích phân kép thì các em sẽ phải đổi vi phân ds. Thì công thức đổi vi phân ds như sau. Nhưng mà trước khi tính vi phân ds thì các bạn sẽ phải xác định xem là hàng z của em là hàng gì. Sau đó thì ds sẽ là bằng căn bậc 2 của 1 cộng z phẩy bình cộng z phẩy y bình dx dy. Như vậy là ds các bạn chuyển thành dx dy. Như vậy là tích phân kép chúng ta sẽ chuyển tích phân mặt các bạn sẽ chuyển tích phân kép. Đấy. Thế thì cái bài này nhá, cái chương này nó khá là dài nên là cũng sẽ hướng dẫn cho lớp mình 6 ví dụ. Bây giờ các bạn sẽ vào ví dụ đầu tiên. Đây, ví dụ đầu tiên đây. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy là đây là rơi vào dạng là tích phân đường loại 1 vì nó xuất hiện cái vi phân ds. Em nhìn thấy chưa? Và hôm đó là L ấy, là hình tròn. L là hình tròn ấy thì chúng ta sẽ đưa về cái dạng nào trong ba cái dạng ở đây. Thì nếu như là hình tròn đi thì chúng ta nên tham số hóa nó. Bởi vì nếu như trong trường hợp em không tham số hóa nó mà em vẫn đưa về hàng y theo x hoặc là x theo y thì các bạn sẽ bị trừ căn. Ví dụ như cái bài này mà em đưa y theo x nhá thì y của em sẽ bằng cộng trừ căn của 4 trừ x bình đúng không? Thì nó sẽ bị căn thì cái quá trình tính toán của em nó sẽ bị lâu hơn. Thế thì bài này là đối với hình tròn hình elip thì chúng ta nên tham số hóa nó. Thế thì các bạn sẽ đặt x bằng gì? Thế thì ở đây là rất là nhiều bạn bị nhầm là các bạn ấy đặt x bằng r cos phi và y bằng r sin phi. Thì các bạn đặt như thế là sai, bởi vì là cái đặt đó là chỉ dành cho tích phân kép thôi. Bởi vì x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, tức là bạn đã vô tình đặt thành hai ẩn là r và phi, đúng không? Nhưng mà trong khi tích phân đường ấy, bản chất vấn đề nó chỉ là một ẩn thôi, thì nó mới có một dấu tích phân như thế này, thì chúng ta không thể là đưa về hai ẩn được. Và chúng ta sẽ phải đặt như thế nào để sao cho mà khi chúng ta thay vào đây thì nó sẽ ra đúng là bằng 4. Như vậy là chúng ta sẽ đặt x là bằng 2 cos t. Và y thì các bạn sẽ đặt là 2 sin t. Thì khi mà chúng ta thay x và y vào đây này thì nó sẽ là 4 cos bình cộng 4 sin bình thì nó sẽ là bằng 4, thì nó sẽ rất là hợp lý. Và khi đó là cái chỗ này là nó chỉ bị phụ thuộc vào một ẩn, đấy là t, đúng không? Bởi vì là đây chỉ có một dấu tích phân thôi mà. Đấy. Thế thì khi đó bình thường ấy là t của em là nó sẽ chạy từ 0 cho đến 2 pi. Nhưng mà vì nó nằm trong góc phần thứ 2, đúng không? Nên là cái t của em ấy là nó sẽ chạy từ pi trên 2 cho đến pi. Em nhìn thấy chưa? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi vi phân ds. Đây, công thức đổi vi phân ds đây các em đều thuộc. Nó bằng căn bậc 2 của x phẩy bình cộng y phẩy bình. Như vậy nó sẽ là bằng căn bậc 2 của này x phẩy bình, các bạn đặt hàng cái này này, thì nó sẽ ra là trừ 2 sin t bình. Các bạn đặt hàng cái này nữa này thì các bạn ra là 2 cos t bình dt. Thế thì cái này tính ra là 4 sin bình cộng 4 cos bình, tức là bằng 4, mà căn 4 đi sẽ là 2. Như vậy là ds ở đây sẽ là bằng 2 lần dt. Đó, các bạn nhìn chưa? Ds là bằng 2 lần dt. Thế bây giờ là chúng ta sẽ thế vào đây thì khi đó tích phân y của em này nó sẽ là tích phân từ pi trên 2 cho đến pi của y bình. Y bình các bạn thay vào ta là của 4 sin bình. Ds thì các bạn thay vào là 2 dt. Đấy. Sau đó đến đây thì chúng ta có thể là mình thì chúng ta bấm thôi nhá. Nhớ để về chế độ shift nút 4 là radian nhá. Sau đó các bạn bấm 8 sin bình cộng từ pi trên 2 đến pi đáp án là 2 pi nhé.
đấy, như vậy là cái này chúng ta ghi là 2 pi. Chưa, như vậy đấy là tích phân đường là 1. Thì cô đã ôn lại cho mình xong rồi nhá. Đấy, bây giờ tiếp tục này chúng ta sang cái bài thứ 2. Con đường lại một, cô chỉ cho mình một ví dụ thôi. Còn tương tự nếu như mà đường cong mà tính theo x hay là tính theo y thì chúng ta như thế vậy. Bây giờ là bài số 2. Thì ở đây là các em quan sát là đây sẽ là tích phân đường loại 2 nhá, bởi vì là nó xuất hiện hai vi phân là vi phân bx và vi phân bi, đúng không nhỉ? Thế thì là cái đây là tích phân đường loại 2 rồi này. Thứ hai nữa là cái đường cong này, các bạn xác định là đây là đường cong theo tham số. Đường cong theo tham số tức là nó rơi vào dạng 1 đây, thì các em phải tính dx và tính dy theo dt, đúng không ạ? Như vậy là việc đầu tiên nhá là em sẽ đổi vi phân x là bằng 2t3, y là bằng 3 trừ t. Bạn đổi vi phân nhé, thì dx này sẽ là bằng này, bạn tính đạo hàm 2 t mũ 3 ra thì nó sẽ ra là 6 t bình dt. Cái này các bạn đạo hàm ra là dy này sẽ là bằng trừ dt. Đấy, sau khi mà chúng ta đổi vi phân xong rồi thì chúng ta còn phải tìm cận nữa. Thì cách tìm cận nhé, thì nếu như mà đường cong này đi từ A đến B thì cận của nó sẽ là chạy từ TA trừ đến TB. Thì nếu mà muốn đi tìm TA ấy, thì em phải thay cái xA và IA vào đây, để từ đó các bạn sẽ tìm được TA. Và thay XB và IB vào đây thì các bạn sẽ tìm được TB. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Bây giờ là mình sẽ xóa cái phần này đi. Bây giờ là chúng ta sẽ xét điểm A. Điểm A là trừ 24. Thì các bạn sẽ thay trừ 24 này vào hệ phương trình ở đây, thì các bạn sẽ có trừ 2 là bằng 2t mũ 3 và 4 thì là bằng 3 trừ t. Đấy, thì dễ thấy rằng là cái hệ phương trình này có t bằng âm 1, đúng không? Như vậy là chính là ta đây, ta là bằng âm 1. Tương tự như vậy các bạn sẽ xét điểm B. Điểm B tọa độ là 0,3, thì các bạn sẽ thay 0,3 vào đây thì đây sẽ có 0 là bằng 2t mũ 3 và có 3 là bằng 3 trừ t. Và dễ dàng tính ra được là hiện này t bằng 0, tức là tb của em ấy chính là bằng 0 đấy. Đấy chưa? Như vậy là chúng ta đã tiến hành đổi vi phân rồi, chúng ta tiến hành đổi cận rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính tích phân thôi nhá. Thế thì tích phân y của em sẽ bằng như sau. Tích phân y của em ấy nó sẽ là bằng tích phân từ ta cho đến tb, tức là tích phân từ trừ 1 cho đến 0 này, của các bạn sẽ thay hết theo t này, x các bạn thay thành cái này, thay hết theo t, x các bạn thay thành 2t mũ 3 trừ 5y, trừ 5y đây, trừ 5 lần thế này. Đấy, các bạn thấy chưa, trừ 5 lần thế này. Đây gọi là x trừ 5y. Đó, dx các bạn thay cho cô này thành là 6t bình. Dt chúng ta không biết nhá, dt lát nữa mình sẽ biết ở cuối cùng 6t bình thôi. Tiếp tục chuyển sang cộng x trừ y, x trừ y ai ta cộng với 2t mũ 3 trừ y nhá, đổi dấu luôn này, cộng t nhân với dy, nhân với dy tức là nhân với trừ 1, cắm vuông vào tất cả nhân với dt. Đấy, thế thì cái tích phân này này phải nói là rất nhiều bạn là ra nhiều kết quả khác nhau, thì cô khuyên lớp mình đấy là chúng ta nên giúp họ bớt đi để khi mà chúng ta lấy này thì chúng ta bấm thì nó không bị nhầm, hoặc là khi mà các bạn bấm thì cái phần bên này này, nhất là cái phần bên trong này này, chúng ta nên nhầm luôn. Bởi vì nếu mà trong quá trình bấm nhiều ngoặc quá là các bạn bị sót một cái ngoặc nào đấy là bị sai ngay, thì cái này chúng ta nên nhầm luôn là nó sẽ là 2t lập trừ 15 cộng 5t nhé, chúng ta đừng bấm nhiều ngoặc quá. Bây giờ cô sẽ bấm này, nhưng mà cô sẽ nhầm luôn cái này nhà, nó sẽ là tích phân từ
trừ 1 đến 0 này. Đấy, bây giờ cái mọc đầu tiên nhá, xong lại một cái mọc nữa này, ở đây là hai cái mọc liền này. Ở đây sẽ là hai tây lập trừ 15 cộng 5 tây đóng mọc nhân 6 tây bình. Đấy, xong lại cộng với, hoặc là chúng ta phá mọc luôn nhá. Các bạn phá mọc luôn, đổ cho cô cái này dấu trừ luôn cho nó nhanh nhá. À, các bạn trừ đi, mở ngoặc, 2 tây lập trừ 3 cộng t đóng ngoặc, xong rồi đóng ngoặc vuông một lần nữa này. Đấy, cộng từ trừ 1 cho đến 0. Các mình lấy máy tính bấm nhá, thì chờ một chút để xem là kết quả bằng trừ 71/2. Đấy, thì đáp án nhá, bài này chúng ta là trừ 71/2. Đấy, ở đây nhá, các bạn ra là y bằng trừ 71/2. Đấy, như vậy là cô đã hướng dẫn lớp xong cái ví dụ số 2. Đấy là tích phân đường là 2, nhưng mà trong trường hợp AB ấy, là đường cong tính theo T. Ok chưa? Đấy, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các mình sang bài số 3. À, cô vẫn muốn để cái phần lý thuyết ở lại nhá, nên là mình vẫn để lý thuyết ở đây. Xong phần lý thuyết nào mình mới lại xóa đi. Bây giờ là bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo nhé, ví dụ thứ tư.
Đấy, cô vẫn muốn để cái phần lý thuyết ở lại cho các bạn đối chiếu. Phần thứ tư đấy là đường cong kín đây. Đây, đường cong kín. Câu số 4. Đường cong kín. Tiếp phần y của em nó sẽ là tiếp phần OABO trên đường OABO của y bình. Còn kích đây à, còn kích đây ít này. Còn kích bình trừ CD PI nhá. Trong đó là O ấy thì tạo độ là 0,0 rồi này. A ấy thì tạo độ là -1,0 này. Và B ấy thì là tạo độ là 0,1. Đấy. Thế thì bây giờ là lớp mình quan sát nhé. Lớp mình quan sát ở đây là tích phân này là trên đường OABO. Như vậy là điểm đầu và điểm cuối trùng vào nhau. Như vậy báo hiệu cho em biết là đây là đường cong kín. Thì nếu mà trong trường hợp đường cong kín thì các bạn sẽ sử dụng công thức GRID, là chúng ta sẽ đưa cái tích phân này về về cái tích phân kép. Đấy. Nhưng mà em lưu ý là cái công thức GRID này nó chỉ áp dụng khi mà L của em là L cộng thôi. Còn nếu mà L là L trừ thì cũng làm được, nhưng mà phải để dấu trừ đằng trước. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải vẽ hình ra để chúng ta xem là đây là L cộng hay đây là L trừ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra này. Ở đây là trừ 1 đúng không? Chúng ta nên vẽ dịch kế chúng ta. Đây là OXY. Thì đây là điểm A, trừ 1. Và điểm B, trừ 1. Đây. Bạn thấy chưa? Đấy. Thế thì là vì bây giờ chúng ta sẽ xác định là OABO nhá. Tức là như nào? Bắt đầu đi từ O đến A nhá. Đi từ O đến A, xong đi từ A đến B, xong rồi là đi từ B đến O. Thế thì theo cái chiều mũi tên này, đúng không? Theo chiều mũi tên này, tức là chúng ta đang tính theo chiều ngược kim đồng hồ, đúng không em? Theo chiều ngược kim đồng hồ như vậy, quỹ ốc thế giới là chúng ta chiều dương lên. Như vậy là L này nhá, xác định luôn L cộng. Đấy, L cộng thì các em hoàn toàn có thể sử dụng GRID nhá. Đấy, thế bây giờ là chúng ta sẽ muốn áp dụng GRID, em phải xác định cho cô là hàm P là gì, hàm Q là gì. Sau đó thì mình tính các cái đạo hàm P và Q ra. Thế bây giờ đầu tiên này, hàm P. Các bạn nhớ cho cô nhé, là hàm P là hàm lên với dx, là hàm đây này, là y bình cộng x, đây là hàm P. Tiếp tục hàm Q. Hàm Q là hàm nhân với DI, tức là x bình trừ CD. Đó, đấy là hàm P và hàm Q. Sau đó thì chúng ta sẽ phải đi tính các đạo hàm. Các bạn phải đi tính đạo hàm P. Đạo hàm P thì theo Y. Còn đạo hàm Q thì là theo X. Đấy, nếu mà đạo hàm P theo Y, đây là hàm P theo Y đây. Đạo hàm theo Y nhá, nó ra là 2Y. Còn đạo hàm Q theo X thì nó ra là 2X. Mọi người thấy chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dùng công thức GRID. Áp dụng công thức GRID này. Như vậy là chúng ta sẽ có tích phân y nhá. Chúng ta sẽ đưa về công thức GRID là tích phân kép trên nền D này của DQ trừ DP, tức là của 2X trừ 2Y DX DY. Như vậy là chúng ta đã đưa về tích phân kép rồi. Thì nếu mà đã đưa về tích phân kép thì bây giờ là em lại phải xác định cận của D bằng cách chiếu lên OX hoặc là chiếu lên OY đúng không? Thì với bài này là các bạn chiếu lên O nào thì cũng như nhau thôi. Thì ở đây là cô chiếu lên OX nhá. Thì D này, nếu các bạn chiếu lên OX nhá thì X sẽ chạy từ trừ 1 cho đến 0 đúng không? Đấy, X sẽ là chạy từ trừ 1 này cho đến 0 này. Y thì sẽ chạy từ đường ở dưới cho đến đường ở trên. Thì đường ở dưới là phương trình đoạn chắn X cộng Y bằng trừ 1. Các bạn lưu ý là cái phương trình đoạn chắn này là x cộng y bằng trừ 1. Thì tức là y sẽ bằng trừ 1, y sẽ bằng là trừ x trừ 1. Đấy, còn đường phía trên này là y bằng 0. Như vậy là y của em sẽ chạy từ trừ x trừ 1 cho đến 0. Mình thấy chưa? Nhá, trừ x trừ 1 này nhỏ hơn là bằng y này, nhỏ hơn bằng 0 này. Sau khi mà cô đã xác định xong cận rồi thì bắt đầu cô tính tích phân. Đấy, thì cô sẽ tính tích phân xong thế này cho các bạn nhìn. Cô vẫn đang để cái phần lý thuyết ở giữa đấy nhá, để các bạn đối chiếu. Nào bây giờ là chúng ta sẽ tính tiếp cái tích phân y này. Bạn tính ra đây, tích phân y sẽ là bằng tích phân từ trừ 1 cho đến 0 của dx này nhân với tích phân từ trừ x trừ 1 cho đến 0 này của 2x trừ y dy. Đấy, như vậy là tích phân y của em nhá nó sẽ
1 đến 0 này của cái gì? Thì bây giờ là tích phân của 2x mà theo y sẽ là 2xy rồi. Thế còn tích phân của 2y theo y sẽ là y bình, đúng không? Đấy, rất là dễ luôn. Hai nhận từ trừ x trừ 1 đến 0 để x. Bạn nhìn thấy chưa? Thế thì là y ở đây này, nó sẽ là bằng tích phân từ trừ 1 đến 0 này của gì? Đầu tiên là lớp mình sẽ thay 0 vào. Các bạn lưu ý là thay 0 vào y nhé. Thay 0 vào y. Thay 0 vào y để còn x thì sau này tích phân cho x nó mới là hợp lý. Thay 0 vào y mất luôn này. Thay x vào y nhé, đúng không? Thì nó sẽ ra là 2x nhân với trừ x trừ 1, sau này trừ y trừ x trừ 1 tất cả đều x. Đó, xong. Bây giờ các mình sẽ lấy máy tính bấm thôi, đúng không? Bấm thôi để xem là kết quả của nó bao nhiêu. Ở đây là cũng nhân ra luôn đấy, 2x nhân với trừ x thì là trừ 2x bình đó mình. Trừ 2x bình này, trừ 2x này, trừ đi trừ x trừ 1, cô đổi thành x cộng 1 nhé. Thay cận này, từ trừ 1 đến 0 này, đáp số bằng 0 thêm. À, như vậy là tích phân này sẽ bằng 0 đó mình, khi bằng 0. Đấy, như vậy là cô đã chữa cho các mình xong cái phần là nếu như L là đường cong kín thì các bạn rất là đơn giản thôi, em chỉ cần xác định hàng P, hàng Q, xác định các đạo hàng và đưa về công thức Green và đưa về tích phân kép là như bình thường nhá. Bây giờ cô sẽ chữa tiếp sau lớp mình là nếu trong trường L là đường cong bất kỳ, đúng không? L là đường cong bất kỳ thì nó sẽ làm như thế nào? Nào, bây giờ là các bạn sẽ sang tiếp ví dụ số 5. Trên đường L, trong đó L là đường cong bất kỳ nối từ điểm A cho đến điểm B. Thì nếu trong trường L là đường cong bất kỳ thì các bạn sẽ phải tiến hành làm hai bước. Bước thứ nhất là em phải chứng minh hai cái đạo hàng Q và P bằng nhau. Sau đó bước thứ hai thì bắt đầu mới chọn cái đường góc khúc đi từ A đến B. Thế bây giờ là đầu tiên là chúng ta phải chứng minh hai đạo hàng bằng nhau. Đấy, thì các bạn phải xác định hàng P và hàng Q ra. Hàng P sẽ là hàng nhân với Bx và hàng Q thì sẽ là hàng nhân với Dy. Đúng không? Như vậy là hàng P sẽ là bằng x mũ 4 cộng 4 x y lập, và hàng Q sẽ là 6 x bình y bình trừ 5 y mũ 4. Thế thì ở đây là khi đó suy ra là đạo hàng của P theo y đấy sẽ là bằng, và đạo hàng của Q theo x sẽ là bằng. Đấy, thì các bạn thấy rằng là gì? Đạo hàng của P theo Y, đúng không? Đạo hàng P theo Y thì cái này mất này. Cái này mà đạo hàng theo Y này thì nó sẽ ra là 12 X Y bình, đúng không? Đạo hàng Q theo X này thì nó cũng sẽ ra là 12 X Y bình. Đấy, như vậy các em có thể thấy là hai cái đạo hàng này là giống nhau nhé. Như vậy là chứng tỏ là cái tích phân này là không phụ thuộc vào đường đi AB. Đấy, tích phân không phụ thuộc vào AB. Không phụ thuộc vào đường DAB. Thế xong, thế sau khi mà đã không phụ thuộc vào đường DAB rồi thì bắt đầu là các em phải vẽ hình ra. Em phải vẽ hình ra điểm A ở đâu, điểm B ở đâu thì bắt đầu mình mới đi tìm cái đường góc khúc như nào. Đấy, thì bây giờ là mình vẽ hình ra này. Đầu tiên là điểm trừ 2, điểm trừ 2 với điểm trừ 1. Đây,
thành hình chữ nhất bạn. Em thì em thôi thì ở đây là cô sẽ chọn từ các khúc này. Điểm C này và điểm B này. Đấy, ACB, ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ chọn được các khúc ACB. Xong, bây giờ mình xóa cái này đi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi là tích phân không phụ thuộc vào AB rồi này. Suy ra, chọn. Các bạn sẽ chọn AB là ACB. Đấy, và như vậy là chúng ta sẽ tách thành hai bài con, đúng không? Hai bài tích phân đường con là tích phân trên đường AC và tích phân trên đường CB, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ làm ở sang bên này. Ở đây là gì? Ở đây là chúng ta sẽ xét trên đường AC trước nào. Trên đường AC đúng không? Trên đường AC các bạn nhìn đây, AC là nó thẳng với số trừ 2 đây này. Thẳng với số trừ 2 tức là x bằng trừ 2 nên mình biết không? AC là x bằng trừ 2. Đấy, phương trình AC là x bằng trừ 2. Và khi đó y sẽ chạy từ đâu đến đâu? Thì y các bạn sẽ chạy từ trừ 1 cho đến 0 nhé, đúng không? Chạy từ ia cho đến ic, chạy từ trừ 1 cho đến 0. Đấy, y sẽ chạy từ trừ 1 cho đến 0. Các bạn nhìn thấy chưa? Tuy nhiên, nếu như x bằng trừ 2 tức là x là hằng số. Nếu x là hằng số thì đạo hàm của x bằng 0. Hay là cách khác là vi phân đấy, vi phân chính là đạo hàm nên. Thì bây giờ đạo hàm hằng số với vi phân hằng số giống nhau, đều bằng 0 hết. Bạn nhớ chưa? Thế nếu mà đấy x bằng 0 nhá, thì toàn bộ cái tích phân đường này mất luôn. Cái này, vế bên này mất luôn. Em chỉ có vế bên này thôi. Đấy, vế bên này thì x ở đây là bằng trừ 2, các bạn thay bằng trừ 2 này được không? Như vậy là y của em này, tích phân trên đường AC sẽ là bằng tích phân từ trừ 1 đến 0 này. Các bạn thay trừ 2 vào đây là 44 x 6 24. 24 y bình, 24 y bình trừ đi 5 y 14 đây. Đó, thì như vậy là nó sẽ là bằng gì nào? Nào, chúng ta sẽ bấm 24 y bình nào. 24 y bình trừ đi 5
Nào, bây giờ mình quan sát cho cô cái bài số 6 ở đây. Bài số 6 này ý, người ta là để cho em một cái biểu thức, đúng không? PDX và QDI như thế này. Sau đó thì câu A người ta bắt em chứng minh biểu thức trên là vi phân toàn phần của một hàm U nào đó, và câu B là tìm hàm U. Thế bây giờ là nếu mà để chứng minh nó là vi phân toàn phần của hàm U nhá, thì bước thứ nhất là em phải chứng minh hai cái đoạn hàm này bằng nhau. Đó, còn câu B là muốn tìm hàm U thì mình đã có công thức ở đây rồi. Đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ tính các cái đoạn hàm đã. Câu A này, các bạn có là hàm P và hàm Q, các bạn xác định ra và chứng minh hai cái đoạn hàm bằng nhau. Đây, hàm P đây rất là rõ ràng luôn. Hàm P là 2x bình trừ 3x y bình cộng 2y, và hàm Q là 2x trừ 3x bình y cộng 12y. Đó, đây là hàm P và hàm Q rồi. Thế bây giờ là suy ra đoạn hàm của P nào và đoạn hàm của Q nào thì sẽ là bằng gì? Đoạn hàm của P theo Q, đúng không? Và đoạn hàm của Q theo X. Đấy, thì sẽ là bằng. Thì bây giờ các em thấy là gì? Đoạn hàm của P theo Y, đúng không? Cái này đoạn hàm P theo Y là mất này. Cái này mà đoạn hàm theo Y nhá, thì đoạn hàm Y bình là 2Y nhân vào đây là trừ 6XY. Cái này đoạn hàm theo Y là cộng 2, đúng không? Cái này mà đoạn hàm theo X này cũng là trừ 6XY luôn này. Cái này mà đoạn hàm theo Y theo x ở chỗ này là 2. Đó. Thế thì bây giờ các em thấy rằng là hai cái đoạn hàm này bằng nhau này, chứng tỏ là đây chính là một biểu thức vi phân toàn phần rồi em. Như vậy là sinh ra nhá là PDX cộng QDI chính là một biểu thức vi phân toàn phần. Đấy, chính là một biểu thức vi phân toàn phần. Chưa? Thế bây giờ là quan trọng là phải đi tìm hàm U như thế nào. Thì tìm hàm U đây, các em dùng công thức này. Và trong đó x không y không là các bạn sẽ chọn là không không, bởi vì là tập xác định của cái hàm P và hàm Q các bạn thấy là không hề có mẫu này, không hề có căn, thì tập xác định nó sẽ là R2 đúng không? Tức là toàn bộ mặt phẳng luôn, nên là chúng ta thích lấy điểm nào lấy thôi. Đấy, thì ở đây là chúng ta sẽ lấy là x không và y không là bằng không không nhé, để cho nó đơn giản nhất. Trong x không là bằng không không, khi đó hàm U của em này nó sẽ là bằng tích phân từ không cho đến x của hàm P x không y, đúng không? À, x không đúng không? Y không bài mình chọn là không của bài x không đấy. Sau lại cộng với cả tích phân từ không đến y của q từ y dy cộng với cả c. Đó, bạn thấy chưa? Và bây giờ chúng ta áp dụng, đúng không? Thay vào đấy, áp dụng công thức này thì thay vào tích phân từ không đến x của t x không, có nghĩa là các bạn sẽ thay cái đây. Đây là P đây này. P x0 thì các bạn thay y bằng 0 này. Thay y bằng 0 mất luôn rồi đâu, chỉ còn 2x bình thôi. Đấy, bây giờ đây sẽ là 2x bình dx cộng với tích phân từ 0 đến y này của q thì vẫn giữ nguyên đúng không? Vẫn là giữ nguyên là 2x trừ đi 3x bình y cộng với 2y dy cộng với cả c. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần tính đến tích phân này là xong. Đấy, bây giờ cô xóa cái này đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tính nốt cái tích phân này nhá. Nào, tích phân của 2x bình, tích phân của 2x bình dx thì nó sẽ ra là 2x mũ 3 trên 3, đúng không nào? Như vậy suy ra là hàm U của em này, hàm U của em nhá, nó sẽ là bằng 2x mũ 3 trên 3. Các bạn sẽ thay cận từ 0 đến x, đây là mũ 3 em. Sao lại cộng với cơ? Cái tích phân này mà tính theo y này thì nó sẽ là 2xy này, đúng không? Cái này mà tính theo y thì em chỉ cần lấy tích phân của y theo y là y bình trên 2, y bình trên 2 nhân lên với cái này thì nó sẽ ra là trừ đi 3x bình y bình trên 2 như thế này. Sao lại cộng với tích phân của 2y theo y là y bình, thay cận từ 0 đến y cộng với cả c. Đấy. Thì cái việc mà thay cận từ 0 đến x thì chẳng qua là giữ nguyên cái hàm biểu của em, bởi vì là thay x vào thì nó vẫn là x nhá, mà thay 0 vào thì nó mất. Như vậy là cái việc mà thay cận từ 0 đến x thì nó giữ nguyên, mà thay cận từ 0 đến y nó cũng giữ nguyên thôi. Thì em bỏ cận đi nhá, như vậy là U của em này tóm lại nó sẽ ra là 2x lần trên 3 cộng với 2y trừ đi 3x bình y bình trên 2 cộng với y bình. Đấy, như vậy là cô đã chữa cho lớp mình xong cái bài đấy là chứng minh biểu thức vi phân là vi phân toàn phần và tìm cái hàm
và vi phân bằng phần đó. Đấy. Thế bây giờ là chúng ta cuối cùng đúng không? Cuối cùng là chúng ta sẽ còn nốt một lý thuyết nữa để làm tích phân mặt loại 1. Đó. Bây giờ chúng ta xử lý nốt nhá. Bây giờ mình sẽ sang ví dụ số 7. Ai có biết ví dụ số 7 ở đây? Tích phân mặt loại 1. Tích phân mặt các bạn sẽ đưa về tích phân kép cho cô nhá. Mình quan sát cho cô cái bài số 7. Bài số 7 ở đây là người ta bảo là tìm cái tích phân mặt trên cái miền omega ZTS, trong đó omega là như thế này. Đó, thế nên là chúng ta sẽ phải cố gắng để mà đưa cái tích phân mặt này về tích phân kép. Muốn đưa về tích phân kép nhá, thì thứ nhất là cái phần omega này là em phải đưa về D. Thứ hai là cái DS này là em phải đưa về DX và DY, đúng không? Thì em mới làm được. Thế nên bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đưa cái omega về D bằng cách là các bạn sẽ chiếu cái omega này lên mặt phẳng OXY. Thì các bạn thấy ngay ở đây chính là miền D này. Bạn nhìn không? Đấy, đây chính là miền D. Thế thì là mình sẽ làm miền D sau đi. Mình làm hàm Z trước. Thế thì là đây, công thức ở đây rồi. Sau khi chúng ta đã có hàm Z thì các bạn sẽ đổi đi phân DS theo cái công thức ở đây. Đó. Thế thì ở đây các bạn sẽ nói là Z là bằng tóm lại là cái bài này đúng không? Nó giống như là tích phân 1, nó y hệ như tích phân 1. Đó là các bạn sẽ phải là bước 1 là phải tính DS đúng không? Và bước 2 là phải tìm đến D. Đấy, thì nó mới đưa về tích phân kép được. Thế bây giờ là Z này sẽ là bằng căn bậc 2 của X bình cộng Y bình. Thế thì khi nó đúng không? DS của em nhá, áp dụng theo cái công thức này này, nó sẽ là bằng căn bậc 2 của 1 cộng với. Nào, bây giờ em phải đạo hàm cái này theo X này. Đạo hàm cái này theo x nhá, thì nó sẽ ra là đạo hàm của căn hung. Đạo hàm căn hung thì nó sẽ ra là u phẩy chia cho 2 căn hung, đúng không? Thì u phẩy em sẽ ra là 2x trên 2 căn hung tất cả bình. Đạo hàm cái này theo y này sẽ ra là 2y trên 2 căn x bình cộng y bình chưa. Thế bây giờ là em nhìn là 2 với 2 là triệt nhá, tôi không nói này. 2 với 2 là triệt này. Đấy. Thế bây giờ nếu mà em mà bình cái mẫu này lên là hai cái mẫu này giống nhau nhá, thì em cộng tử là x bình cộng y bình, xong chia cho x bình cộng y bình là giống nhau, nó ra là 1. Như vậy là 1 cộng 1 nó sẽ là 2. Như vậy là DS của em sẽ là bằng căn 2 DX DY. Đấy, như vậy là cô đã đổ cho các mình xong cái vi phân DS. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ hai là xác định miền D. Đấy, thì miền D của em nó xuất hiện ngay ở đây rồi. Đây chính là D lên. Còn gì đâu? Đấy chính là D rồi. D ở đây sẽ là x bình cộng y bình bằng 4x. Đó. Thế thì đây sẽ là miền hình tròn. Đúng không? Miền hình tròn này chúng ta học rất là nhiều rồi. Thế miền hình tròn này sẽ có tâm là 0,2. Đúng không? 0,2. Bán kính thì là 2. Đây, 0,2 đây. Đây, chúng ta phải bé như thế này thôi. Bởi vì cái miền hình tròn này mình học rất nhiều rồi. Đây, đây là 0,2. À xin lỗi, 2,0 đúng không? Xin lỗi, ở đây là đường tròn này có tâm là 2,0 và bán định kính là 2. Thì nếu như mà là hình tròn rồi thì các bạn sẽ tiến hành đặt thôi. Các bạn sẽ tiến hành đặt là x bằng L gốc phi và đặt y là bằng L sin phi, trong đó là ra cô phi là bằng L, đúng không? Đấy. Và chúng ta phải xác định cận của R và phi. Thì xác định cận của phi trước. Thì phi ra cái đoạn hình tròn này đang nằm ở trong cái phạm vi này, đang nằm trong phạm vi là góc phần tư thứ nhất và thứ tư.
nếu bạn nằm trong phạm vi này thì bạn sẽ tính từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2, đúng không nào? Như vậy là pi của em nhá là sẽ từ trừ pi trên 2 này cho đến pi trên 2 này, chưa? Thế còn cận của R, cận của R thì là cô đã hướng dẫn cho lớp mình cái cách tính nhanh là cận của R rồi. Cận của R là đầu tiên là không đã, sau đó thì chạy đến đâu thì cô đã hướng dẫn là các bạn chỉ cần thay cái R copy vào cái chỗ này này thì các bạn sẽ ra được là 4R copy. Đây, các bạn thay vào đây, bạn ra là 4R copy thì em bỏ R đi thì nó sẽ là 4 copy. Đấy, đây là cái cách xác định mà cận của R rất là nhanh nhá. Thế sau thì sau khi mà các em đã xác định xong hết rồi thì các bạn sẽ đưa về phân kết như sau. Tiffany của em nhá, nó sẽ là bằng như sau này. Là Tiffany của ông cận từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 của Davy nhân với Tiffany theo R cận từ 0 cho đến 4 cos pi. Đó, của thì cái gì? Thì các bạn chú ý nhá, thứ nhất là của Z này. Của Z. Z ở đây là các bạn thay cho cô thành căn của x bình cộng y bình. Nhưng mà căn của x bình cộng y bình ấy mà theo cái cách đặt như thế này thì nó sẽ là căn của R bình. Thì căn của R bình nó sẽ là R. Đấy. Thì cái này nó là R nhá. Nhưng mà em còn phải nhân với cả sao của R đúng không? Như vậy là tất cả sẽ là R bình. Như vậy đây sẽ là R bình với R. Đấy. Và như vậy là y của em nhá nó sẽ là bằng tích phân từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 đúng không? Của cái này là tích phân của R bình VR, như vậy nó sẽ là R lần trên 3. Sau đó thì các bạn sẽ thay cận từ 0 cho đến các bạn sẽ thay cận từ 0 cho đến 4 cos phi. Như vậy là tích phân y này sẽ là tích phân từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 của các bạn thay vào đây thì nó sẽ ra là 64 phần 3 cos mũ 3 phi d phi. Đấy, và sau đó thì các em sẽ lấy về bình cấm, nhớ để về radian. Em ơi bấm cái cos mũ 3 thôi nhá, sau đó nhân 64 phần 3 sau các em bấm tích phân của cos mũ 3 thôi. Trừ pi trên 2 cận từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Rất là may là nó ra đẹp luôn em, rất là may, còn nếu không là mình phải giải tay nó sẽ ra là 4 phần 3, nhưng mà em phải nhân với cả 64 phần 3, nhân với cả 64 phần 3, 256 phần 9 các mình nha. Rất là may là cái bài này ra đẹp luôn em, 256 phần 9. Đấy, thế thì là vừa rồi nhá, là cô đã ghi cho các mình cái công thức là tính tích phân bằng lại 1 rồi. Thì các bạn nhớ lại nhá, là để tính tích phân bằng lại 1 thì bước 1 đó là chúng ta phải xác định hàm Z và đổi vi phân DS về vi phân DXY. Sau đó bước thứ 2 là xác định miền D để đưa về tích phân kép trên miền D. Em mình zoom không? À, nhưng mà bài này cô bị lỗi. Cô bị lỗi một chỗ đấy là mình quên mất là cái DS này là bằng căn 2 DXY, tức là chúng ta bị thiếu nhân với căn 2, đúng không nhỉ? Đấy, các bạn sẽ bổ sung căn 2 ở ngoài cùng cho cô nhé. Đấy, cô bị thiếu cái căn 2. Như vậy là đây sẽ là 256 phần 9 nhân với cả căn 2. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thế ở đây là bổ sung thêm cho cô một dạng nữa nhỉ? Đấy là dạng số 5. Dạng số 5 đấy là tính diện tích một cái mặt. Đấy, thì ở đây chúng ta ghi là tính diện tích một cái mặt. Tính S mặt cong. Thì tính S mặt cong các bạn sẽ sử dụng diện tích tích phân mặt. Ví dụ diện tích của omega thì nó sẽ là tích phân mặt trên chính cái nền omega đó của DS. Đó, vậy là bị thiếu mất một cái dạng này. Các bạn sẽ ghi và đóng khung cho cô nhé. Diện tích mặt cong đó chính là tích phân mặt trên nền omega của DS. Yeah. Thế bây giờ là cô sẽ làm mẫu cho các mình bài nữa về tính diện tích mặt cong. Đấy, đến câu này là chúng ta có thể xóa hết rồi, chúng ta để làm duy nhất cái công thức tính diện tích mặt cong nhé. Nào, bây giờ là mình sang bài số 8. Đấy là tính
tính diện tích của bảng omega. Trong đó là omega sẽ là bằng 4. Đây sẽ là cái đường thẳng là y bằng 2x cộng 3. Thế thì là cái biên này là biên D của em ở đây. Bạn nhìn thấy chưa? Thì với cái biên D này thì theo các em là chúng ta sẽ nên chiếu lên OX hay là nên chiếu lên OY đó. Thế thì cái bài này là cô nghĩ rằng là chúng ta nên chiếu lên gì? OX đúng không nhỉ? Bạn nên chiếu lên OX và sẽ hợp lý hơn đấy. Đấy thì chúng ta chỉ cần xác định cận của hai cái này thôi. Thế bây giờ muốn xác định cận của hai cái này thì các bạn sẽ phải thế đúng không? Các bạn phải thế y bằng x bình vào đây. Đấy, thế thì cái miền D này của chúng ta nhé, phương trình sẽ là x bình là bằng 2x cộng 3. Đấy, thế thì tương đương là x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0. Như vậy là x của em nhé, hoặc là sẽ là bằng trừ 1, hoặc là sẽ là bằng 3 cũng được. Như vậy là chỗ này sẽ là trừ 1 này, chỗ này sẽ là 3 này. Đó, thế thì khi đó là cận của miền D nhá, các bạn chiếu lên OX này thì cận sẽ là trừ 1, x sẽ là chạy từ trừ 1 cho đến 3 này. Còn y thì các bạn sẽ cho chạy từ đường parabol ở dưới cho đến cái đường thẳng ở trên. Như vậy là nó sẽ là x bình nhỏ hơn hoặc bằng y này và nhỏ hơn hoặc bằng 2x cộng 3. Và nhìn thấy chưa? Sau khi mà mình đã xác định được xong cận của miền D rồi thì chúng ta sẽ tính được diện tích của omega. Đó, diện tích của omega lúc này sẽ là bằng này, sẽ là tích phân từ trừ 1 cho đến 3 đến x này nhân với tích phân từ x bình cho đến 2x cộng 3 đúng không? Của đánh ra này là của DI luôn đấy đúng không? Đấy, bởi vì là cái chỗ này là DS cũng chẳng có cái gì cả đúng không? DS cũng chẳng có gì cả, cũng chẳng có ra cô bin gì cả. Thế nên là cái chỗ này chúng ta sẽ biết là DI luôn đấy. Thế thì bây giờ cái này thì là xong rồi. Đấy, thì bây giờ là gì? S của omega nhá, nó sẽ bằng là gì nào? Tích phân từ trừ 1 cho đến 3 lấy cả trên trên cận dưới là 2x cộng 3 trừ dx bình dx. Đó, sau đó thì cả các mình lấy về thì bấm thì nó sẽ ra là 32/3. Như vậy là diện tích omega là bằng 32.
32/3. Chưa nào? Đấy thì cái chương số 3 này chương khá là dài, chúng ta cần phải ôn tập kỹ nhất nhé.